Rồi hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mọi người đó là cách đăng video lên TikTok là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là mình sẽ chèn nhạc vào, chỉnh âm thanh của video và chọn những cái hashtag cần đăng. Đầu tiên là mình vô TikTok nha. Cái video thì mình đã chỉnh sửa rồi, mình đã chỉnh sửa sẵn rồi nha. Khi mọi người đăng vô thì mọi người thấy cái thanh ngang ở dưới nè, có cái dấu cộng chính giữa nè, mình click vô. Rồi mình chọn cái clip mà mình đã sửa sẵn. Sửa sẵn trong máy. Rồi mình chọn nó, chọn nó đăng lên. Khi mà đăng lên cái clip nè, đầu tiên là mọi người chèn cái nhạc cho nó. Chèn những cái nhạc mà ví dụ như là những cái nhạc về nhạc Phật giáo nè, nhạc dịu êm mà theo cái kiểu mà tâm linh phong thủy nè, hay là phải chọn những cái nhạc mà nó đề xuất. Bạn thấy chữ đề xuất không? Chọn những cái nhạc đề xuất như thế này nè, thì cái khả năng á, cái video của mình được đề xuất và lên xu hướng lên cao nha. Nhưng mà tuy nhiên là thấy không, những cái nhạc mà trong cái đề xuất nè toàn là cái tiếng gì không à, nhưng mà thực tế là không quan trọng, tại vì những cái nhạc này đang được đề xuất, mọi người cứ chọn đại vào, mọi người cứ chọn đại vào. Nhưng mà khi nào mà mình chọn được cái nhạc nào mà thường khi mà nó hay á, thì mọi người chọn cho nó hay xíu, còn không thôi cứ chọn đại đi. Ví dụ như chọn chọn nhạc này. Tiếng này thì mình nó cũng phù hợp với mình, nhưng mà mình cứ chọn chọn để mình được đề đề xuất đó. Rồi cái lúc này mình sẽ chỉnh là cái nhạc của nó nha. Các bạn vô cái sửa nè, chữ sửa ngay cái góc cạnh trên của cái màn hình góc phải nè, chữ sửa bấm vào đó. Rồi click vào cái video, bấm vào cái video nè, thấy không? Ở trên là video nè, còn ở dưới là cái thanh nhạc nè, hai cái. Bây giờ mình click vào video, cái mình kéo qua, mình chọn chỗ âm lượng, mình chọn tối đa đó, và cái âm thanh này nè, cái âm thanh hồi này nè, nó đâu có phù hợp với mình đâu, tại vì trong nó đề xuất là bữa nay nó sẽ đề xuất cái này và ngày mai nó sẽ đề xuất cái kia, nên rồi là mình đó hả, là mình không có tìm được cái nhạc ưng ý. Trừ khi nào mọi người chọn sẵn một cái nhạc ưng ý nào đó đó, thì mình nên để cho cái tiếng nó du dương cho nó nghe hay. Còn nếu như mà không có thì bây giờ mọi người kéo nó xuống chỉnh cho nó nhỏ, mà nó mà nghe không hay mình nhỏ luôn cũng được nữa. Giống như em biết đến, chỉ là cái quan trọng ở chỗ này là bây giờ là mình chèn cái nhạc mà mình cần được đề xuất và để lên xu hướng. Rồi tiếp nữa là mình sẽ bấm chữ tiếp nha. Thôi mình chỉnh xong rồi nè, cái nhạc đã tắt rồi nè, và cái tiếng đã tăng lên. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái phần ảnh bìa. Mọi người thấy cái chữ cái hình của tôi không? Ảnh bìa, bấm vô cái ảnh bìa và mình chọn một cái mẫu nào mình thích để làm cái gì. Tới khi mà khi mọi người vô kênh của mọi người á, mọi người cái này nè, là cái phần này là cái clip vô kênh đó, là nó sẽ hiện lên. Bây giờ cái clip này là cái clip về khóa học, nên rồi mình sẽ đánh làm khóa học luận sim. Khóa học luận sim miễn phí. Nó hiện đây ha. Rồi mình lưu lại. Là mọi người thấy không, khi mà mình vô kênh là cái này nó sẽ âm nha. Mọi người nên để cái chữ này để mỗi khi vô kênh người ta biết được, ừ, cái clip này đang nói về cái gì, và người ta quan tâm cái chủ đề này, người ta clip vô và người ta coi. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ để cái nội dung nha. Cái nội dung thì hồi nãy một là mình để ít thôi cũng được nữa. Khóa học luận sim miễn phí. Khóa học luận sim miễn phí. Rồi, cái hành động kêu gọi hãy tham gia ngay, hãy liên hệ với tôi tham gia ngay, hãy liên hệ với tôi. Phần nội dung này thì tùy mọi người để, hãy liên hệ với tôi để tham gia ngay.
Hôm bữa là đã học về cái phần mà bên TikTok là nha, lúc nào cũng vậy, ngay cả cái nội dung và cái cách nói ở trong cái clip hay là mình trên tương lai tuyệt đối không nên khẳng định bất cứ một cái vấn đề nào, nhớ nha, không nên khẳng định vấn đề nào và không để lộ cái thông tin cá nhân, không để lộ cái thông tin sản phẩm của bất cứ một cái nơi nào hết trơn á. Là nói chung tất cả mọi thứ mình đều nói về cái chung chung và mình không nên để lộ bất cứ một cái gì. Đó là cái nguyên tắc bên TikTok. Rồi tiếp theo khi mà mình đã ghi cái này xong rồi nè, bây giờ mình tới phần hashtag. Lưu ý cái phần hashtag nha, cái dấu cái chữ hashtag là một cái dấu hoa văn này, bấm vào. Mình nên để cái tên của mọi người trước, giống như tôi thì tôi để cái tên tôi là Lưu. Đó, và cái hashtag này mình nhớ là mình để mỗi ngày luôn, là sau này khi mà người ta gõ vô cái TikTok người ta tìm á, tìm tên mình sẽ hiện ra những cái clip của mình. Đó, tôi để hai tên. Tiếp đó nhớ như cái phần xu hướng, lúc nào có cái chữ xu hướng nha, để là được, có thể lên xu hướng lên đề xuất. Rồi, yên tâm cát là cái hashtag chung nè. Phong thủy những cái hashtag chung mà có thể mà khi mà người dùng người ta gõ vô người ta tìm theo những cái hashtag này là người ta sẽ hiện mình lên. Rồi xin phong thủy bát cực nguyên số. Rồi năng lượng số chẳng hạn, năng lượng số. Vậy là đã xong phần hashtag. Ngoài ra mình có thể gắn thêm một cái video nữa nha, gắn thêm cái video, ví dụ như bây giờ là mọi người gắn một cái video mà mọi người đã từng làm khóa học, ví dụ như cái video này đi nha, nhưng mà bây giờ tôi muốn gắn thêm một cái video để cho khi mà người ta coi cái video này xong rồi người ta có thể tìm được cái video khác, bấm cái chữ video đó. Và mình lúc nào cũng vậy, mình nên để cái video của mình thôi tôi để cái video về về cái ký hợp đồng với thầy nè. Đó, bấm được cái video về ký hợp đồng. Đó là mọi vấn đề. Có thì để, không có thì thôi, cái video cái để gắn video cũng chả có quan trọng đâu. Tiếp theo nữa là cái phần mà mình có thể làm cài đặt quảng cáo, mà cái phần quảng cáo này sẽ không tốn phí nè. Đây là cái bí quyết này cũng rất nhiều biết lắm nha. Bấm vào đây. Tùy chọn nha, tùy chọn khác. Tiếp, khai báo nội dung quảng cáo. Rồi, tiếp vô cái phần khai báo nội dung quảng cáo. Nội dung định hướng thương hiệu. Bỏ phần này, nội dung định hướng thương hiệu à. Xong một cái phần ủy quyền quảng cáo. Ủy quyền quảng cáo thì thường thường là tôi chọn 365 ngày luôn. Đó, vậy là cái video của mình nó sẽ TikTok nó sẽ tự động nó lấy nó quảng cáo cho mình và mình sẽ không tốn phí cái vấn đề này. Cái phần này cũng ít ai biết lắm á. Rồi, luôn. Xong. Rồi tiếp tới nữa là mình chỉ cần đăng thôi. Đăng lên. Còn phần nào nữa không? Kiểm tra kỹ là một lần nữa. Giống như em biết đến bộ môn luận giải xem số điện thoại Rồi này sớm ok đó. thôi. Rồi trong cái Những gương gì mặt học của mọi phí người trong nè, ở khóa trên học đây nè, luận mình xem miễn ở phí chỗ của này tôi mình để có chia thể sẻ nha. vì Mọi người mình có hiểu thể nằm được có vì thể sao xin mọi chữ đứa thì học một được lần nữa là nè. cố gắng làm Hay là bây không giờ sợ mọi người có khổ thể không làm sao rủi chỉ vẫn giữ nhiều tiền tài chỉ lớn gương mặt gì đó vun vén từ cho mọi gia người. đình mãi nhưng vẫn không hạnh phúc không có sức khỏe và tại sao vận hạn xấu vẫn luôn Rồi đeo bây giờ đuổi mình đăng lên nha. Giá như em biết đến bộ môn luận giải xem số điện Không thoại này không, sớm hơn quan hệ đối giảm tác miễn trả phí phí là nào, học viên trong khóa mình học được luận quảng xem cáo miễn một phí cách của đó hả, tôi chia mà cái sẻ này là vì họ đã hiểu được vì tự sao nhiên mà ông nè. ta tài giỏi rất là Rồi vậy là xong nha mọi người.